Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngàn năm trước, lúc Chúa Giê-xu còn ở trên đất tại xứ Do Thái, người ta đưa đến cho Chúa Giê-xu một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Câu hỏi được đặt ra, theo luật pháp truyền thống của chúng ta, người này phải bị ném đá, còn ngài thì nghĩ thế nào? Chiếc bẫy đã được giăng ra. Nếu Chúa Giê-xu trả lời, hãy tha cho nàng, ngài sẽ bị tố cáo là bất chấp luật pháp. Nếu Chúa Giê-xu bảo hãy ném đá nàng, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đâu? Chúa Giê-xu không trả lời, chỉ im lặng cúi xuống viết trên mặt đất. Đám đông cứ gặng hỏi, nên Chúa Giê-xu đứng lên nghiêm nghị. Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy ném đá nàng trước đi. Nói xong, ngài tiếp tục cúi xuống và viết. Thánh Kinh kể lại rằng, đám đông lần lượt bỏ đi, người lớn tuổi đi trước rồi đến những người trẻ hơn. Ngước nhìn lên chỉ còn lại người phụ nữ đứng một mình. Chúa Giê-xu hỏi, này cô kia ơi, không có ai định tội cô sao? Người phụ nữ đáp, thưa Chúa, không có ai cả. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng, ta cũng không định tội cô đâu, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Thưa quý vị và các bạn, Kinh Thánh không cho chúng ta biết Ngài đã viết những gì lúc đó. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài nhìn thấu suốt tận nơi sâu thẳm trong tấm lòng của chúng ta. Con người chỉ nhìn nhận tội lỗi của mình khi bị bắt quả tang. Nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy tất cả và Ngài biết rõ mỗi một con người của chúng ta. Dầu thế nào đi nữa, thì Thượng Đế vẫn yêu thương con người tội lỗi và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Tình yêu đó đã được biểu lộ ra qua sự chết của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá ngày xưa. Ngay giây phút quý vị và các bạn nghe những lời này, lời của Chúa Giê-xu vẫn còn vang vọng. Ta cũng không định tội ngươi đâu, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Tội lỗi của chúng ta vẫn còn đó, nhưng bây giờ tất cả đã được đặt lên chính thân thể của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Dẫu cho con người có cố gắng đến đâu, thì Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy chân thành với lòng mình và đến với Đức Chúa Trời ngay bây giờ. Hãy mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê-xu cùng sự đền tội mà Ngài đã làm thay cho chúng ta. Chính Đức Chúa Trời đã xác quyết những lời được ghi lại trong Thánh Kinh như thế này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, hàng tỷ con người trải suốt dòng lịch sử đã tiếp nhận tình yêu nhiệm màu của Chúa Cứu Thế. Giống như người phụ nữ Do Thái phạm tội đã tiếp nhận lời tuyên bố tha thứ của Chúa Giê-xu cho chính nàng, hôm nay, ngay bây giờ, những lời tha thứ đầy bảo đảm đó là để dành cho chính bạn. Vì sao Chúa đã đến nơi thế gian đầy khổ đau? Vì sao Chúa đã đến nơi thế giới hư vọng? Chuông chiên đó Chúa đến làm người và chịu treo trên thập giá kia. Ôi thân Ngài nát tan vì đâu? Vì yêu Chúa đã đến mang lấy bao tội lỗi tôi. Vì yêu Chúa đã đến bôi xóa hết cho anh. Tình yêu Chúa qua đôi nhựa màu, Chúa ban cho nhân thế.
tình yêu Giêsu thật dòng sâu. Này sao anh vẫn cứ mãi còn khóc than, này sao anh vẫn cứ mãi còn bất an, hãy đến bên cha yêu thương đang chờ đón. Tìm về bên Chúa sẽ thấy lòng thỏa vui, ngày lâu cô hết nước mắt và thứ tha, đôi mới tâm linh cho anh nguồn sống. Vì sao Chúa đã đến nơi thế gian đầy khổ đau? Vì sao Chúa đã đến nơi thế giới hư vọng? Chúa trên đó Chúa đến làm người và chịu treo trên thập giá kia. Ôi thân Ngài nát tan vì đau. Vì yêu Chúa đã đến mang lấy bao tội lỗi tôi. Vì yêu Chúa đã đến bôi xóa hết cho anh. Tình yêu Chúa qua đôi nhiệm màu, Chúa ban cho nhân thế. Ôi tình yêu Giêsu thật rộng sâu. Này sao anh vẫn cứ mãi còn khóc than, này sao anh vẫn cứ mãi còn bất an, hãy đến bên cha yêu thương đang chờ đón. Tìm về bên Chúa sẽ thấy lòng thỏa vui, ngày lâu khô hết nước mắt và thứ tha, đôi mới tâm linh cho anh nguồn sống. Huyết Chúa đổ ra cho tôi đời, ban cho tôi sức sống đang tăng hơn mỗi ngày. Tình Ngài diệu kỳ xiết bao, ôi tình yêu Giêsu quá đỗi như màu cho người tôi, những người tôi vẫn cứ mãi còn khóc than, tại sao anh vẫn cứ mãi còn bất an, hãy đến bên cha yêu thương đang chờ đón. Tìm về bên Chúa sẽ thấy lòng thỏa vui, ngày lâu khô hết nước mắt và thứ tha, đôi mới tâm linh cho anh nguồn sống. Đôi mới tâm linh cho anh nguồn sống. Thưa quý vị và các bạn, giờ này nếu quý vị và các bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, xin nói theo chúng tôi lời cầu nguyện sau đây như là lời cầu nguyện của chính bạn. Lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội. Con biết Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên con. Cảm tạ Ngài vì đã yêu thương con và chết trên thập tự giá để tha thứ tội lỗi cho con. Giờ đây con xin mở lòng mình ra, mời Ngài ngự vào làm Chúa và chủ cuộc đời con, giúp con trở nên con Ngài và được biến đổi theo ý thánh của Ngài.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Chúng tôi vui mừng và xin có lời cảm tạ vì quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và chúng tôi còn vui mừng hơn nữa nếu quý vị và các bạn đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu. Nếu quý vị và các bạn đã nói lời cầu nguyện với Chúa Giêsu như trên, thì ngay chính giờ này quý vị và các bạn đã trở nên con của Chúa và Ngài đã ngự vào lòng quý vị. Xin hãy liên hệ với một nhà thờ của Hội Thánh Tin Lành nào gần nhất nơi quý vị và các bạn ở để được giúp đỡ và hướng dẫn thêm. Xin đừng ngại khi đến với Hội Thánh. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ và chúc quý vị các bạn kinh nghiệm tình yêu nhiệm màu của Cứu Chúa Giêsu.